Vâng, em xin chào quý vị. Em tiếp tục bật lên cho các bác ở đây là hai đôi loa bát của mini để các bác về chúng ta là làm loa bát khi mà gắp vào thùng mini, hoặc chúng ta có thể là làm loa chung khi mà lắp vào các cái thùng loa to nhá. Đấy, loa bát hoặc loa bát chung cho các cái dùng loa to. Đấy. Thế bên phải quý vị đây là một con Kio, mã của nó là con 1257A nhá. Và con bên này đấy, to hơn, hoành tráng hơn là 1255D. Đấy. Kích thước của hai cái loa như sau này và tình trạng loa như thế nào em sẽ báo luôn đây. Đấy, nha. Đấy. Ở đây loa bên này thì nó có viền 13. Còn đôi loa bên này thì nó là viền 13. Đấy, con này đôi này viền 12. Nha. Con này viền 12, con này viền 13. Được chưa? Con này thì là viền tròn tròn ăn chặn luôn, con bên này thì là viền của nó sẽ hơi ở các bốn góc này, nó sẽ hơi làm thêm một tí cái uốn khắc uốn góc như này để tạo thêm một cái điểm nhấn cho cái loa nhé. Con loa bên này thì là nó là loa màng giấy gân cao su và gân của nó là còn tốt nhé, còn tốt. Đấy, các bạn nhìn này, gân cao su còn tốt luôn nhé, cao su non còn tốt. Đấy. Còn bên này thì nó là dòng màng gân mút xốp này, màng thì nhìn có vẻ như vẫn còn nguyên nhé, nhưng trong thực tế thì nó đã cứng rồi, nó đã cứng rồi và nó đã có hiện tượng bị rách. Thì về cái này thì quý vị nào ai lấy về thì sẽ cần dán gân lại đấy, dán lại cái gân để dùng nhá. Đấy. Thì em bán cho phục vụ cho các bác là cần các bác về các bác tự dán lại gân nhá. Này. Cái này thì nói chung là tự dán gân thì nó rẻ thôi, bác nào biết dán gân thì nó cũng chỉ mấy chục nghìn là xong rồi, còn bác nào mà không biết dán thì có thể mang là thợ loa người ta dán cho. Đấy. Thì mất, nếu bác nào biết dán thì nó mất khoảng 20.000 nữa, hơn 20.000, 30.000 nữa. Còn nếu bác là không biết dán thì mang nó thợ dán loa thì người ta tính khoảng tầm 70-80.000, 100.000 rồi đấy. Các bác về các bác tự mang là dán nhé. Đấy. Đây, thì đôi này của nó làm loa màng giấy gân gân mút xốp này nhé. Và tất cả mọi thứ là còn zin đét nhé, zin nguyên bản luôn. Đấy, vì các cái loa này em cũng xin nói luôn này, như cái đôi loa này em bán là có 250 cặp loa này. 250 một cặp loa này thôi. Và em nói thẳng luôn với quý vị rằng là với một cái giá bán như vậy, để mà em đi sửa chữa cái loa hết mấy trăm nghìn, xong đó em bán ra 250 thì thôi em vứt quách cái loa đi cho nó nhanh các bác nhé. Em cũng xin nói luôn như vậy cho dễ. Ví dụ như con này nó cháy côn, bây giờ các bác thử đi cuốn lại côn hết bao nhiêu tiền, khẳng định với các bác hết khoảng 200 nghìn mà em bán cả đôi loa có 250. Thế thì em xin hỏi các bác là em sửa để làm gì, em vứt đi luôn cho nó nhanh nhé. Đấy, đây loa tất cả các thứ sexy 7 màu, thứ đẹp zin nhé. Và gân nó như thế này vẫn để nguyên như vậy, các bác phải tự dán, hoặc bác nào thích cần dán luôn nhá thì các bác báo cho em sẽ mang lên trên thợ loa em dán hộ các bác thêm cho em 150 đấy. Coi như là các bác thêm cho em cái tiền công đi dán loa cộng với cả tiền xô nhá. Công dán loa của thợ loa hết khoảng tầm 80 gì 80% gì đấy, còn đâu là 50.000 là tiền các bác cho em xin thêm tiền gọi là tiền xăng xe nha, để em còn gọi xe ôm người ta chuyển đi cho. Đấy. Thì là các bác thêm cho em 150 nữa là 400 cái đôi loa này nếu như mà các bác cần dán lại gân nhá. Còn bác nào mà về tự dán, tự mang đi gân đi dán hoặc là tự dán gân được đấy, thì là dán 250 nhá. Đấy, cặp này thì là từ của nó đây. Từ 8,5 cm nhé. Con này từ to hơn này. Con 1255D từ to hơn này. Từ của nó 9 cm, 9,5 cm nhé. Đấy. Con này thì là loa màng giấy bóng nhá, màng giấy bóng. Gân cao su gân này còn tốt luôn, những gân cao su lúc nào sẽ bền hơn cái gân mút xốp. Đấy. Đấy. Và bát nó sẽ khác luôn này. Đấy, nhìn em biết tay các thứ cho các anh xem luôn này. Nếu như em biết tay mà nó rách ngay. Đấy. Nhưng mà cái này nó còn rất là mềm, gân nó còn rất là mềm mà các bác nhìn này. Nhá. Đấy. Độ đều còn rất tốt. À, đây. Các bác nhìn này. Và tất cả các cái loa này khi mà em đã đưa lên đây là loa nó còn đang chạy hoạt động sống 100% các bác nhá. Đấy, loa khẳng định của bác là vẫn sống. Đấy. Nhá. Các bác nào xem kênh của em nhiều các bác biết rồi. Em bán sao em nói thật vậy chứ em chả có gì gian dối cái gì cả. Đây, còn đây cái loa này nếu như em biết tay vào này, nó vỡ ra luôn. Các bác nhìn được không? Nó vỡ ra ngay nhé. Đấy, các bác thấy không? Vì lâu ngày rồi mà nó ải hết rồi. Em biết tay vào đây nó sẽ thành cả vệt luôn này.
nha. Và nếu như em miết mạnh thậm chí nó còn vỡ luôn, rách luôn nhá. Đấy. Đấy. Đây. Đấy. Làm thế để cho các bác biết là con này là gân còn tốt, còn con này thì là gân mút xốp thì nó đã mụt, nó đã cứng quá rồi và nó không sử dụng nữa, về phải thay nhá. Đấy, có nhiều các cái đôi loa mà em vẫn bán là em cũng có phải nói là nó thay gân rồi hay nọ kia đấy, các bác biết rồi đấy. Đấy, thì nó là cỡ chừng, nó là rơi vào trường hợp này, gân về là nó quá quá lâu rồi, nó cứng quá rồi phải thay nhé. Đấy, và cái này nó chỉ là như cái nhông xích bên ngoài thôi, mình thay đi là để cho nó hoạt động cho nó tốt hơn thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì chất âm của loa cả nhé, không bất cứ không ảnh hưởng gì bất cứ chất âm của loa luôn. Đấy, cái này nó chỉ là một cái như cái nhông xích của xe máy thôi, lâu ngày thì buộc phải thay đi. Đấy, vì nhông xích nó cũ rồi, nó sẽ làm cho cái xe hoạt động kém đi. Đấy, còn cái gân này cũng vậy, đấy, không thay đi thì nó sẽ làm cho loa nó không hoạt động tốt được nhá. Đấy. Ok, thì con bên này là 250 này. Còn con này thì nói chung là đời cao hơn, nó loa cũng to hơn. Đấy thì giá của nó là đi 490.000 nhá. 490.000, bác nào có nhu cầu mua cái đôi loa bên này thì liên hệ cho bên em, hoặc đôi này liên hệ cho bên em nhá. Đấy, những cái đôi này thì nói chung là có ít tiền thì các bác nào nếu như mà tin tưởng thì chuyển khoản hết cho bên em luôn. Đấy. Nhá. Ok, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo của bên em nhé. Em xin chào các bác ạ.